Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ dưới 12 tuổi. Trong quá trình triển khai xét nghiệm, một số địa phương áp dụng tùy tiện, hiểu chưa đúng chủ trương của thành phố, đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Sáng ngày 13 tháng 9, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, thành phố Hà Nội tiến hành xét nghiệm thần tốc diện rộng nhằm sàng lọc, phát hiện người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số địa phương áp dụng tùy tiện, hiểu một cách khác nhau về chủ trương của thành phố, đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương giả soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc xét nghiệm, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19. Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, thời điểm thành phố cho phép học sinh quay lại trường học, sở sẽ có kế hoạch tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Những ngày qua, việc một số quận huyện, xã, phường hiểu sai, đã gửi thông báo tới các khu dân cư, cư dân các tòa nhà để thông báo về việc xét nghiệm diện rộng. Trong đó có nơi thông báo xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, đặc biệt có nơi thông báo xét nghiệm bắt buộc cho trẻ em từ một tuổi trở lên làm xôn xao dư luận. Nhiều người dân thắc mắc đăng tải lên mạng xã hội gây rối loạn, sai lệch chủ trương của thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm toàn dân. Nguyễn Văn Cảnh thông tấn xã Việt